Thì nội dung trình bày của em sẽ gồm có 6 phần: tổng quan, đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả bàn luận cùng và kiến nghị. Thì kính thưa quý chủ tọa cùng các quý thầy cô và anh chị đồng nghiệp, thì methanol là một chất lỏng không màu dễ bay hơi được sử dụng làm dung môi trong công nghiệp. Và methanol là một chất rất độc, và bệnh nhân có thể ngộ độc methanol thông qua nhiều đường tiếp xúc như là đường tiêu hóa, hô hấp hoặc là tiếp xúc trực tiếp qua bề mặt da. Tuy nhiên thì các cái triệu chứng của bệnh nhân ngộ độc methanol là thường không điển hình, với các cái triệu chứng như là triệu chứng của đường tiêu hóa như là bệnh nhân có thể đau bụng, nôn ói, các cái triệu chứng về thần kinh như là lơ mơ, hay là các cái triệu chứng về thị giác như là nhìn đôi, nhìn mờ, rồi các cái triệu chứng của nhiễm toan chuyển hóa như là bệnh nhân thở nhanh sâu. Chính vì các cái triệu chứng của bệnh nhân không đặc hiệu như vậy nên là thông thường bệnh nhân thường đến viện muộn, cũng như là sẽ gây ra rất là nhiều khó khăn trong việc chẩn đoán và điều trị sớm cho bệnh nhân ngộ độc methanol. Thì khi methanol đi vào cơ thể thì sẽ được chuyển hóa thành formic acid, từ đó thì sẽ gây ra các cái triệu chứng của bệnh nhân như là bệnh nhân bị nhiễm toan, hay là độc cho thị giác, hay là độc cho cũng như là gây hại cho tuần hoàn, làm cho bệnh nhân thiếu oxy mô. Từ đó bệnh nhân sẽ càng nhiễm toan acid lactic nhiều hơn, từ đó cái tình trạng nhiễm toan chuyển hóa sẽ nhiều hơn. Chính vì vậy cái tình trạng bệnh lý của bệnh nhân sẽ càng ngày càng nặng hơn. Và trong cái hiện nay, xu hướng hiện nay thì cái vấn đề sử dụng methanol cũng như là vấn đề bệnh nhân ngộ độc methanol hiện tại thì càng ngày càng nhiều. Thì riêng ở Bệnh viện Thống Nhất, trong tháng 9 năm 2021 thì Bệnh viện Thống Nhất đã cấp cứu đến 12 ca ngộ độc methanol, thì trong đó là có đến 6 bệnh nhân tử vong. Một cái nghiên cứu khác ở trên khu vực phía Bắc năm 2017-2018 thì xác định hàm lượng methanol trong 268 mẫu rượu lưu hành trên thị trường, thì kết quả cũng cho thấy là có 129 trên 268 mẫu rượu chứa methanol, chiếm đến 48,1%. Như vậy có thể thấy là cái tình trạng hiện nay, cái vấn đề sử dụng methanol ngày càng nhiều, và chính vì vậy cái vấn đề ngộ độc methanol cũng ngày càng nhiều. Chính vì vậy nhóm nghiên cứu tụi em mới tiến hành đề tài này nhằm mục đích là xác định đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân ngộ độc cấp methanol, đồng thời xác định các cái yếu tố ảnh hưởng đến kết cục điều trị ở bệnh nhân ngộ độc cấp methanol, từ đó giúp cho vấn đề chẩn đoán và điều trị được bệnh nhân ngộ độc cấp trên lâm sàng. Về phương pháp nghiên cứu thì chúng em sử dụng phương pháp là nghiên cứu mô tả hồi cứu, với đối tượng nghiên cứu là bệnh nhân ngộ độc methanol nhập khoa cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022. Về tiêu chuẩn chọn bệnh thì bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với rượu hoặc là hóa chất nghi ngờ có methanol, bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng của ngộ độc methanol và định lượng methanol trong máu là lớn hơn 20 mg trên decilit. Về tiêu chuẩn loại trừ là bệnh nhân có các cái di chứng tổn thương não hay là thị giác trước đó. Và trong số 25 bệnh nhân đưa vào nghiên cứu thì tuổi trung bình của bệnh nhân là 47,8 tuổi, với nam giới chiếm phần lớn với tỷ lệ là 92%. Thì kết quả này là cũng khá tương đồng với nghiên cứu của tác giả Đặng Thị Xuân, với độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 47,6, nam giới cũng chiếm tỷ lệ lớn là 97,2%. Các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân khi vào cấp cứu chiếm tỷ lệ cao nhất là bệnh nhân bị rối loạn trí giác, chiếm tỷ lệ đến 72%. Các cái triệu chứng của thị giác, nôn ói, suy hô hấp, sốc, cùng các cái triệu chứng khác như là đau đầu, chóng mặt, đau bụng hay là tiêu lỏng. Và trong 52 bệnh nhân thì về kết cục thì có 52 bệnh nhân tử vong, 52% bệnh nhân tử vong. Nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân ngộ độc methanol thì thấy rõ là những cái bệnh nhân mà ở trong nhóm tử vong thì tỷ lệ phần trăm bệnh nhân có rối loạn tri giác với Glasgow nhỏ hơn hoặc bằng 8 điểm thì chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với những nhóm bệnh nhân có kết cục sống. Và cái kết quả này, sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê, với là P là bằng 0,02. Còn các cái đặc điểm lâm sàng khác như là thời gian nhập viện sau ngộ độc, mạch, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp động mạch trung bình hay là nhịp thở, thì các cái sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với P lớn hơn 0,05. Các cái triệu chứng lâm sàng như là đau đầu, chóng mặt, nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng, rối loạn thị giác, suy hô hấp hay sốc, cái sự khác biệt về sống và nhóm tử vong thì cũng không có ý nghĩa thống kê với P là lớn hơn 0,05. Về triệu chứng cận lâm sàng thì có thể thấy ở nhóm bệnh nhân tử vong thì có nồng độ methanol cao hơn rất nhiều so với bệnh nhân ở nhóm sống. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với P nhỏ 0,05. Giá trị pH ở bệnh nhân tử vong cũng thấp hơn so với giá trị pH của bệnh nhân ở nhóm sống, và đây là giá trị pH của khí máu động mạch.
ở đầu đầu tiên khi bệnh nhân vào cấp cứu với là P là bằng 0,03, còn các giá trị cận lâm sàng khác như là ethanol, gluco, POC, PCO2, HCO3 trừ hay anion gap thì sự khác biệt giữa hai nhóm này cũng không có ý nghĩa thống kê. Và với giá trị cutoff của methanol là 195,2 thì cho thấy có giá trị tiên đoán bệnh nhân tử vong với diện tích dưới đơn cong là 0,923, độ nhạy là 69,2%, độ đặc hiệu là 100%. Về các phương pháp điều trị thì ở nhóm tử vong thì tỷ lệ phần trăm bệnh nhân có sử dụng có được đặt nội khí quản và số bệnh nhân có sử dụng thuốc vật mạch đạt tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với nhóm bệnh nhân ở nhóm sống. Sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,05. Còn những cái phương pháp điều trị khác như là bệnh nhân lọc máu, bệnh nhân dùng bicarbonate hay là bệnh nhân dùng ethanol thì sự khác biệt cũng không có ý nghĩa thống kê. Trong số 12 bệnh nhân sống thì nhóm chúng em phân thành hai kết cục, đó là bệnh nhân sống có di chứng và bệnh nhân sống không di chứng. Tuy nhiên thì nghiên cứu những cái đặc điểm về lâm sàng, về cận lâm sàng ở giữa hai nhóm bệnh nhân này thì sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với P lớn hơn 0,05. Tương tự với các cái triệu chứng khởi phát khi bệnh nhân vào cấp cứu cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm di chứng sống có di chứng và nhóm sống không có di chứng. Cũng tương tự đối với các cái giá trị cận lâm sàng ở bệnh nhân bao gồm cả giá trị của methanol và giá trị pH của khi máu động mạch. Các cái giá trị này cũng không cho thấy sự khác biệt giữa hai nhóm sống có di chứng và nhóm không có di chứng với P lớn hơn 0,05. Như vậy thông qua cái nghiên cứu của chúng em thì có thể đưa ra một vài kết luận, đó là ngộ độc methanol có tỷ lệ tử vong cao và các yếu tố liên quan đến tử vong của bệnh nhân ngộ độc methanol có thể kể đến là bệnh nhân có rối loạn tri giác, cần hỗ trợ đường thở, bệnh nhân tụt huyết áp, cần sử dụng thuốc vật mạch, nồng độ methanol và giá trị pH khi máu động mạch lúc nhập viện. Đồng thời với giá trị cutoff của methanol là 195,2 mg/dL thì có giá trị tiên đoán tử vong ở bệnh nhân ngộ độc methanol. Đồng thời thì giữa nhóm bệnh nhân có di chứng và không có di chứng thì trong nghiên cứu của chúng em chưa có nhận thấy sự khác biệt về triệu chứng lâm sàng cũng như triệu chứng cận lâm sàng ở những bệnh nhân này. Dạ, phần báo cáo của em xin đến đây là hết. Em xin cảm ơn chủ tọa đoàn cùng viên chị đồng nghiệp.